Tin vui cho những người bị đau dạ dày. Để chào mừng đại lễ và đồng hành cùng những bệnh nhân gặp các vấn đề về dạ dày, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy sẽ đồng hành cùng Trường Sinh Group trao tặng miễn phí 10.000 hộp Đại Hoàng Long cho những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày. Đại Hoàng Long là một giải pháp hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến dạ dày, đã được hơn 1 triệu bệnh nhân tin dùng. Đại Hoàng Long với công thức bí truyền được chiết xuất hoàn toàn từ các loại thảo dược như nghệ đen, cỏ mực, đay, mật ong và hơn 20 loại thảo dược khác. Đại Hoàng Long có tác dụng hỗ trợ giảm axit dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày và cải thiện các biểu hiện của viêm loét dạ dày tá tràng. Chương trình diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023. Tải app Trường Sinh ngay hôm nay để nhận ngay sản phẩm Đại Hoàng Long đánh bay nỗi lo dạ dày, hoặc đăng ký thông tin theo yêu cầu tại các quầy thuốc có phân phối sản phẩm Trường Sinh. Liên hệ ngay tổng đài 0888 240 888 để được hỗ trợ. Trước kia thì bác cũng có đau dạ dày. Bác đến thì cứ tay thì bác mua. Bác mua thì bác uống một liều, hai liều đầu tiên á thì thấy nó lại bớt. Nhưng nó không có giúp điểm hết đâu. Thì lúc đấy là bác thấy cái sản phẩm Đại Hoàng Long của Trường Sinh đó, bác thấy uống thử. Cái ngày đầu tiên bác uống vô thì nó chạy thuốc nó dễ chịu cái bao tử của bác lắm. Tới bữa nay bác không có cái gì mà nó trở đi trở lại nữa. Người bác là ăn được, ngủ được, bình thường, ngồi nó không có tức như giống hồi xưa nữa đâu. Nên tự chủ là cái sản phẩm của Đại Hoàng Long của Trường Sinh này rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời.